Dự kiến, trong năm 2024 sẽ có hàng loạt mẫu xe Kia mới đổ bộ Việt Nam, trong đó sẽ có thế hệ mới hoặc bản nâng cấp của các mẫu xe như Kia Sonet, Celtis, Carnival. 1. Kia Morning 2024 nâng cấp Ra mắt tháng 7 năm 2023, Morning 2024 là phiên bản facelift thứ hai ở thế hệ hiện tại ra mắt năm 2017. Bản nâng cấp mới gây ấn tượng với thiết kế phía trước và phía sau cứng cáp hơn cùng đèn pha và đèn hậu đặt dọc xe được bổ sung một số tính năng mới như ga tự động, hỗ trợ giữ làn đường hay bằng đồng hồ dạng điện tử. Ở lần trở lại này, bản GT tăng áp đã bị loại bỏ, vì thế bản thấp nhất hiện tại chỉ là GT Lai giả hiệu suất cao. Các bản còn lại vẫn chạy máy 1.2 lít xăng 4 xi lanh đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Giá xe dự kiến nhích lên một chút vì những nâng cấp mới. 2. Kia K3 thế hệ mới. K3 2024 sẽ có động cơ xăng 1.6 lít, công suất 123 mã lực đi kèm hộp số 6 cấp, cho cả số sàn và số tự động. Phiên bản GT Line được đi kèm, với động cơ 2 lít công suất 152 mã lực kết hợp, với hộp số tự động 6 cấp tích hợp lẫy chuyển số sau. Hồi tháng 8 năm 2023, Kia K3 2024 thế hệ mới đã vô tình bị bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm tại Mỹ. Dù được ngụy trang kín mít, nhưng nhiều người vẫn có thể nhận ra một vài điểm mới ở ngoại thất xe như đèn pha đặt dọc tương tự các sản phẩm mới khác của Kia cùng bộ mâm hai tông màu thiết kế khá bắt mắt. 3. Kia K5 nâng cấp. Ra mắt từ tháng 10 năm rồi, Kia K5 đã có một số thay đổi về hình thức và trang bị công nghệ mới trong nội thất. Ở phiên bản 2024, K5 gây ấn tượng với cụm đèn pha thanh mảnh hiệu ứng 3D góc cạnh và dài đèn nằm bám dọc nắp capo, trong khi dài đèn chiếu sáng ban ngày có thiết kế mới, cá tính hơn. Xe cũng được trang bị bộ la răng mới. Nâng cấp bên trong xe rõ rệt hơn, với táp lô giờ đây có hai màn hình 12.3 in, một là bảng đồng hồ kỹ thuật số, và một là màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí mới. Kia K năm 2024 sẽ không thay đổi về động cơ, thậm chí hãng có thể cắt giảm bớt vì hiện tại có quá nhiều tùy chọn, mẫu xe này lại không quá thành công về doanh số trên thị trường quốc tế. 4. Kia Soul Net 2024 nâng cấp Là một mẫu xe bán khá chạy của Kia tại thị trường Việt Nam, Sonet Facelift 2024 mới cũng đang được kỳ vọng sẽ về nước trong năm nay. Ở bản nâng cấp vòng đời, xe có ngoại thất được tinh chỉnh khá nhiều. Sonet nổi bật với cụm đèn pha LED mới, đèn hậu tạo hình chữ C liền mạch. Cản trước, hông và cản sau được làm mới. Khoang cabin được thiết kế hiện đại hơn, với bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn 10.25 in, được kế thừa từ mẫu xe đàn anh Celtis. Các tùy chọn hệ truyền động được giữ nguyên từ Sonet cũ bao gồm MPI 1.2 lít sản sinh công suất 82 mã lực, TNG 1 lít sản sinh công suất 118 mã lực và động cơ 1.5 lít. 5. Kia Celtis 2024 nâng cấp Sau khi được giới thiệu tại Ấn Độ vào giữa tháng 7 năm rồi, người dùng cũng rất mong chờ phiên bản nâng cấp của Celtis 2024 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Xe được tinh chỉnh thiết kế từ đèn pha, cản trước, lưới tản nhiệt, đèn hậu tới vành hợp kim mới. Celtis Facelift bán ra với 18 phiên bản gồm 3 lựa chọn động cơ, 7 màu ngoại thất và 2 tùy chọn tông màu kép. Nội thất cũng nhận được các sửa đổi, như màn hình kép mới đi kèm màn hình cảm ứng giải trí, và cụm đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao 10.23 in cửa sổ trời toàn cảnh, mới lớn hơn bản cũ. Đáng chú ý, bên cạnh động cơ 2 lít công suất 147 mã lực, hộp số vô cấp CVT, dẫn động AVKD, thì còn có thêm động cơ 1.6 tăng áp công suất 195 mã lực kết hợp với hộp số 8 cấp. 6. Kia Sorento 2024 mới. Sorento facelift sở hữu thiết kế mới đáng chú ý như cặp đèn pha LED được thiết kế theo dạng dọc đi cùng giao diện đèn ban ngày, cũng được thay mới. Nội thất xe có cặp màn cong là sự kết hợp giữa màn cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số, có kích thước 12.3 in. Ngay bên dưới màn hình này là hốc gió điều hòa mảnh mai, dài đèn nền mới và hệ thống điều khiển điều hòa. Một công nghệ mới được bổ sung là hệ thống đọc vân tay người dùng tại cụm điều khiển trung tâm. Trang bị này cho phép người dùng dễ dàng khởi động xe, hay thanh toán các khoản phí phát sinh. Xe có các bản 2.5 lít 4 xi lanh hút gió tự nhiên 191 mã lực, 2.5 tăng áp 281 mã lực, 1.6 hybrid 227 mã lực và 1.6 hybrid sạc điện PHEV 261 mã lực. 7. Kia Carnival 2024 nâng cấp Bản nâng cấp của Carnival thế hệ thứ 4 mang phong cách SUV rõ ràng hơn với khái niệm sự táo bạo hiện đại dựa trên triết lý thiết kế là sự thống nhất những mặt đối lập của kia. Xe được trang bị cụm đèn pha thẳng đứng và đèn ban ngày dạng ánh sáng bản đồ sao nhằm tạo ra hình ảnh mang tính tương lai. Dưới nắp capo của Kia Carnival 2024 mới sẽ là hệ chuyển động hybrid 1.6 tăng áp, mới cho ra công suất kết hợp 242 mã lực. Tại thị trường Hàn Quốc, khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ diesel 2.2 và động cơ xăng 3.5V6 quen thuộc.